GTA 6 đã chính thức có trailer đầu tiên vào 6 giờ sáng nay. Và trailer này đã ngầm xác nhận rằng tất cả những thông tin đã bị leak cách đây nửa năm là sự thật. Trailer mở đầu với góc nhìn của nhân vật nữ chính là Lucia, cùng với những shot hình mô tả trực tiếp về thế giới đầy hỗn loạn của GTA 6. Lấy bối cảnh hiện tại cho nên giờ đây nó đã có sự phát triển của mạng xã hội, những cuộc ăn chơi xa hoa và những thứ vô cùng lập dị nhưng rất đỗi bình thường ở thế giới này. Kiểu đang đi siêu thị thì tự nhiên gặp bé xoay. Đặc biệt là sự quay trở lại của thành phố Vice City đầy hoài niệm với những hình ảnh eo biển rất thơ mộng. Theo như truyền thống của Rockstar thì trailer của họ thường sẽ được lấy trực tiếp từ trong game, và có vẻ như bom tấn này cũng vậy. Bằng chứng là tóc của một NPC trong game do chưa được trau chuốt nên đã để lộ ra rất nhiều răng cưa. Và với việc sử dụng phong cách đồ họa tả thực giống như Red Dead Redemption 2 thì có thể kỳ vọng GTA 6 có nền đồ họa cực kỳ chân thật và sống động. Ở cuối trailer thì Rockstar đã công bố ngày ra mắt chính thức của GTA 6 là vào năm 2025. Tuy nhiên thì đấy lại là thời gian phát hành của Xbox với cả PS5. Có nghĩa là sẽ còn rất lâu nữa để anh em laptop hay là PC chúng ta có thể trên tay được GTA 6. Mà đến 2025 hay là 2026 thì chắc chắn là cấu hình laptop bây giờ đã lỗi thời rồi. Thế cho nên bây giờ anh em cứ tích đủ lúa là vừa đi. Đến lúc đấy mua cả game, mua cả máy là vừa đẹp.